Xin chào cô chú anh chị mình An. Thì buổi chiều hôm nay thì em có cặp bò đực cách man tay nhỏ nha anh chị ha, và một con bò cái tơ siêu cọp rất là đẹp về hiệu bò nha anh chị. Anh chị mình nhớ xem hết video nha. Đây là con đực đầu tiên nè, con bò đầu trụi, sáng mặt lưng nói là nghiêm chỉnh ha, đòn thì dài, cậy đuôi to, mông đùi thì hoàn thiện nha anh chị. Con bò này thì nói là thuộc dạng là bò lỡ nha anh chị ha, một con nhỏ và một con lớn nha anh chị ha. Con anh nhỏ này thì lông da rất là đẹp nha anh chị ha, lông da sát nè, giò cẳng trước sau thì hoàn thiện ha, chân móng sò, bốn dàn chân là có kiền khú đen hết nha. Về màu da thì con bò này thì lông da đỏ mặt, cái màu rất là đẹp nha anh chị ha, không đen không giá, không điểm mây ha. Đó, xá tích là đóng chuẩn nha. Con bò này thì hiện tại chỉ được 10 tháng bò nha anh chị ha. Đó, 10 tháng bò. Và chiều cao thì con bò đầu tiên này thì em đo ngay sớ lưng của nó thì nó cao là 1m18 bò nha anh chị ha, 1m18 bò ha, khung tàn lớn nha anh chị ha. Đó, lỡ bò hết rồi, giò cẳng xá tích dậu luồn nghiêm chỉnh nha anh chị. Cái con bò đực đầu tiên này thì anh chủ nhà có nói với em thì anh có bán lẻ cho anh chị mình đem về nuôi cáp chứ con bò nhà của mình nha. Ở nhà mà cô chú anh chị mình có một con bò nó tầm trung như thế này, cao tầm khoảng là 1m16 đến 1m18 bò như thế này á, thì anh chị mình đem về nuôi cáp cho anh chị bổ béo nha, có đâu có cặp nha anh chị ha. Con bò đầu tiên này thì anh chủ nhà bán về cho anh chị mình với mức giá là 14.500.000 nha anh chị. 14.500.000 cho cái con bò đực cách man tay nhỏ đầu tiên này nha. Bò này thì nó thuộc diện là bò lỡ rồi nha anh chị ha, đem về nuôi là nó đã có khung tàn rồi. Con bò này thì nó còn ra đòn bự con lắm nha anh chị ha. Răng cỏ thì em đã kiểm tra hết rồi. Bò này thì răng cỏ nghiêm chỉnh ha, chưa bẻ răng nha. Răng cỏ thì hoàn toàn zin bò 100% nha cô chú anh chị mình ha. Để tiếp tục em sẽ quay về con đực số 2 nè. Con đực số 2 này thì sáng mặt nghiêm chỉnh, còn sái lưng thì đóng gần gu nha anh chị ha, đóng ở dưới gu nha. Mông đùi, đó, giò cẳng trước sau thì hoàn thiện ha. Con bò này thì 4 dàn chân trụ nó là chân cối nha chị ha, giò dài, cặp mình to, lông da sát, màu đỏ mặt nha chị ha, không đen không giá và không điểm mi, đầu to nha, khung tàn lớn nha chị ha. Con đực cách man tay nhỏ số 2 này thì em đo ngay sái lưng của nó thì nó cao là 1m2 bò nha chị ha, là em đo ngay giữa lưng của nó nha chị ha. Đó, hoàn toàn nghiêm chỉnh ha. Con bò này thì xương sóc thì rất là mềm luôn. Ở nhà mà anh chị mình đang có một con bò tầm thứ này á, cao tầm khoảng là 1m18 đến 1m2 như thế này á, thì cô chú chị mình đem về nuôi cáp vẫn ok nha chị ha, rất là đẹp bò luôn nha chị ha, đầu to, đòn dài. Đó, lưng thì một lưng nha, giò cẳng thì chân cối, bự nha cô chú chị ha. Con bò này thì anh chủ nhà bán lẻ cho anh chị mình đem về nuôi ha, với mức giá là 18 triệu nha. Còn anh chị mình mua hết một cặp bò đực này luôn á, là một con manh nhỏ và một con manh lớn lỡ thế này á, thì anh chủ nhà bán cặp cho anh chị mình với mức giá là 31.500.000 nha anh chị ha. 31.500.000 cho cái cặp bò đực lỡ đầu tiên này nha. Anh chị mình đang ưng ý cái đầu bò này, mình muốn thiện chí muốn mua thì cứ liên hệ trực tiếp với em nha. Anh chị mình mua bò thì mình cứ liên hệ với em ha. Đó là mình sở hữu được bò nha anh chị ha, chứ anh chị mua bò đừng có nhắn tin nha anh chị ha, cũng đừng nhắn tin và bình luận nha, tại vì em ít trả lời lắm nha anh chị ha. Mình muốn mua á, đó giá cả thế nào thì gì mình cứ liên hệ với em, rồi chúng ta chốt ngay cái đầu bò nha cô chú gì mình ăn. Đó, thì để tiếp tục cái chương trình kem tiếp theo, em sẽ cập nhật cho anh chị mình chính là một con bò cái dòng Angus mát sữa cực kỳ nha anh chị ha. Đây là một con bò cái tơ hàng hiệu mẫu rất là đẹp nha. Bây giờ em quay máy cho cô chú gì mình coi và tham khảo bò nha anh chị ha. Đây là con bò cái tơ dòng Angus siêu cọp nha anh chị ha. Con bò đầu trụi, đầu to, sái mặt nghiêm chỉnh, còn sái lưng nó thì nằm ngay giữa xương sống nha anh chị ha. Lưng bản đang chị ha, rất là đẹp luôn. Mông đùi thì mầm nè, hoa son lớn, cậy đuôi to nha anh chị ha. Dông da mướt mượt rất là đẹp bò luôn. Con bò này thì dưới đây nó dần rúng ha, rúng thì nó thuộc dạng là rúng bản kiền kiểu mẫu nha anh chị ha, 4 vú đều nha. Và dưới đây nó là dàn chân sau nè. Đó, chân trước nha anh chị. Con bò này thì 4 dàn chân trụ nó đóng như cục đình nha anh chị ha, xương sóc nó rất là kịch cộm nha anh chị ha, hàng hiệu độc nha cô chú anh chị, đẳng cấp nha. Đó, chân móng nó là chân móng sò, thả đòn cực kỳ dài luôn, mâm rất là đẹp nha anh chị. Lông da phải nói là lông da sát mà nó mướt mượt anh chị, đầu cổ to ha, lưng dai nở nha cô chú anh chị mình ha. Chiều cao thì em đo ngay sái lưng của nó thì nó cao là 1m24 đến 1m25 bò nha anh chị. Con bò này thì nó là bò to nha anh chị ha. Em có kiểm tra, vạch răng kiểm tra đầy đủ cho anh chị luôn. Là hiện tại thì con bò cái cọp này thì nó mới bẻ một đôi răng nha anh chị ha. Và con bò cái chữa tơ này thì anh chủ nhà trước anh có nói với em thì anh đã gieo tinh lại bò kem nha anh chị ha. Được 1 tháng 16 ngày nha anh chị ha. Thì con bò này thì em bán về cho anh chị mình đem về nuôi thì mình canh bò lại giúp em. Theo dõi thì mình thấy nó có lên giống lại thì mình theo dõi, mình bơm lại nha. Còn nếu như mà nó không có lên giống nữa thì khả năng đậu chữa con bò này rất là cao nha chị ha. Tại vì anh chủ trước anh nói thì anh đã gieo tin là bò kem rồi nha chị ha, được 1 tháng 16 ngày nha. Và con bò cái tơ dòng siêu cọp Angus này thì nó là bò hàng hiệu nha chị. Con bò này thì ngày hôm nay em cũng bán về cho anh chị mình ha, với mức giá là 25.500.000 nha chị. Cái con bò này thì nó là dòng bò cái Angus nha chị ha, cực kỳ mát sữa nha, xương sóc nó thì không có con nào qua lại nha chị. Và để tìm được một cái con bò giống như thế này mà còn một con bò số 2 thì đảm bảo anh chị mình rất là khó nha anh chị ha. Tại vì con bò này thì nó rất là hiếm, cái dòng bò siêu cọp này rất là hiếm nha anh chị, nó mát sữa nha anh chị ha. Đó, đòn dốc nè, chăn cẳng thì rất là kịch cộm nha anh chị ha, với mức giá là 25.500.000 nha anh chị ha.